Tôi biết không, đừng có làm việc nữa. Tôi biết không. Đứng cẩn thận cho tôi. Tiếp không được động đậy. Đội Phong Minh các anh tới rồi sao? Lâu lắm rồi không gặp. Tiểu mũi bị làm sao vậy? Mấy bữa nay hơi nóng người. Có nhìn thấy Lý Cửu không? Lý Cửu, anh ta không tới chỗ tôi. Chưa tới chỗ tôi bao giờ. Tôi nói anh nghe, nếu phát hiện Lý Cửu là tội phạm, hắn là tội phạm quan trọng mà quân quân đang truy nã. Đội Phong Minh thời buổi này thêm tiền không bằng bất kỳ. Tránh đi còn không kịp. Muốn ngồi chỗ tôi và Lý Cửu là muốn thần nhìn mặt, không nhìn mặt nhau. Tôi đã nói gì đâu là người thông minh mà. Tôi cũng không muốn tới đâu. Đội Phó Đinh, bữa nay quá trưa rồi. Anh em phải chạy nửa ngày. Đợi chút nữa tôi mời các anh em uống một ly. Nè, phải làm công vụ. Phải làm công vụ, hút đi. Hút đi mà. Trang đội trưởng, đội trưởng Trương, anh coi con mắt của tôi kìa. Đội trưởng Trương, anh coi đó, con mắt của đúng thiệt là. Đội trưởng Trương, nào, làm một hơi, làm một hơi. Đội trưởng, sao nào đội Phó Đinh? Không phải cậu ấy mở uống rượu sao? Sao lại không đi? Đội trưởng, cậu phải còn việc công vụ đây sao? Biết là công vụ, cậu có lục soát cho tôi. Đội trưởng Trương, để bọn họ lục soát, để bọn họ lục soát đi. Chúng ta ngồi xuống uống trà. Đúng đó đội trưởng, dương đầu cùng anh uống trà. Tôi dẫn anh em lục soát. Các anh em lục soát. Trà cháo cái gì? Tội phạm quan trọng của hoàng quân chuyện gì? Ai chịu trách nhiệm? Đội trưởng Trương, chúng tôi đang làm công vụ, không uống trà. Không uống trà, đúng 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 đúng. Không uống trà. Này này, trà chỗ khác đi, nhanh lên. Đội trưởng Trương, không uống trà thì cũng phải ăn cơm chứ. Các anh em cũng chạy cả nửa ngày rồi, coi như là tôi khao anh em một bữa. Ngoài ra, xuống thang làm ăn được thì sau này không thiếu sự chiến cố của đội trưởng Trương. Nè, cầm lấy, đừng có dở cái chiêu này. Anh nói xem có cho lục soát không đây. Sao lại không cho lục soát cái đội trưởng Trương? Lục soát kiểm tra là việc lớn. Nào, đừng có làm nữa. Qua đây, qua đây, giúp đội trưởng Trương đi, lục soát đi. Như chứng quầy, chứng quầy Kanayama của Dương Hàn còn đang đợi lấy thằng chút đó. Không thể dừng công việc nữa. Cậu nói tôi biết là Dương Hàn cần thăng cấp quan trọng hay là đội trưởng Trương tra sát quan trọng hơn. Để đại diện của đội trưởng Trương đánh giá. Lo cái gì? Được. Tôi biết. Đừng làm nữa. Dừng lại. Đội trưởng Trương là như vậy. Ngày mai anh cùng tôi qua Dương Hàn một chuyến tìm chứng quầy Kanayama nói lý giúp tôi. Để họ cho chúng tôi thêm thời gian dài ngày. Cái này có được không? Chứng quầy Kanayama. Đội Phó Đinh, cậu nói xem Lý Cửu kia có tới sửa thang không vậy? Điều này cũng khó nói. Phải lục soát mới được. Lục soát đi. Lục soát. Soát cái khỉ gì mà soát? Sửa thang đen xì xì như vậy. Lý Cửu sẽ tới đây sao? Tôi thấy cậu đúng là đầu óc ngu si, tư duy phát triển. Không phải tôi. Rút. Khốn kiếp thiệt. Đội trưởng Trương thường xuyên tới nha. Đi từ từ, đi từ từ thôi. Sao cậu làm công việc này? Sau khi anh đi, trưởng quầy Kanayama trừ tiền rồi. Trừ tiền cũng không được làm nghề này. Cậu nhìn bộ da của cậu kìa. Tôi nói cậu biết, sau này người Nhật không dùng cậu nữa. Bắt lộ cũng không tha cho cậu. Cậu tự mình nghĩ đi. Bây giờ bên ngoài bọn quỷ Nhật cảnh giới khắp nơi, không biết định làm cái gì. Tôi phải mau chóng ra ngoài tìm Lan Ni, chủ yếu là sợ mẹ tôi lo lắng. Cảm ơn để giúp đỡ. Cậu ca, không cần đi tìm nữa. Lượng Tử đưa Lan Ni đi dạo phố rồi. Tôi đoán chắc cũng sắp về, sẽ không có chuyện gì. Ngồi thêm chút đi. Được thôi. Hồng lão đệ, cậu rất được. Bây giờ binh cường mã tráng, rất giống như người làm đại sự rồi. Cửu ca, mỗi lần anh tới Táo Trang đều phải dày dò một trận. Như vậy rất nguy hiểm. Chỉ bằng hai huynh đệ chúng ta hợp tác làm ăn buôn bán. Làm ăn buôn bán, không có hứng thú. Sông pha giang hồ dựa vào súng, một phát súng ăn cả thiên hạ. Cửu ca, anh gan dạ có năng lực, Lưu Hồng tôi khâm phục. Nhưng mà anh đơn thương độc mã, rồi cũng sẽ có lúc thất thủ. Hồng lão đệ, nếu như nó đánh bọn quỷ Nhật tôi không giỏi, nếu tôi gia nhập hội thì tôi không làm. Cô độc một mình tôi thoải mái hơn. Người đông phiền toái.
Hồng lão đệ, nếu cậu có việc gì mà tôi không giúp đỡ, thì đó không phải lý của tôi. Xin lỗi, cáo từ. Lượng Tử ca, sao anh ngó lơ em vậy? Lan Ni, hình em đã chụp rồi, chúng ta nên về thôi. Anh không thể ở cùng em một lát nữa hả? Tiểu Hoa còn đợi anh ở xưởng than kìa. Người ta chỉ muốn cùng anh một lát thôi mà. Chẳng phải anh còn việc làm ăn ở xưởng than sao? Anh phải quay về làm gì? Lan Ni, anh định làm gì? Em muốn đi xe đạp. Em cẩn thận đó. Đội trưởng, anh bị làm sao vậy hả? Cứ anh tránh ra, anh không nghe hả? Tôi không ngờ lão tử tông một cái lại tông trúng một cô gái xinh đẹp. Xem ra Trương Tam gia ta sắp có giận đào hoa rồi. Cũng có mùi vị quan giả thiệt đó. Đưa gì đồ đặc dụng cho ta. Đi, đi thôi. Đi. Lương Tử ca, đi. Đứng lại. Má nó chứ. Ở đâu ra thằng nhóc con này? Chạy tới đây lo chuyện bao đồng. Ngươi cũng không nghe ngóng thử xem trên cái đất xáo trang này, chỉ cần là gái mà Trương Tam gia ta đây để mắt tới, không có ai dám ngăn cản. Ngươi dám xen vào. Tiểu tử ngươi gan không nhỏ đó ha. Nào, ném nó xuống sông cho ta. Không nhìn ra tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh. Tam gia sẽ tiếp ngươi vài chiêu. Ta không tin. Ngươi dám ném Tam gia xuống sông. Lương Tử ca, mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi. Má nó chứ, tiểu tử ngươi không xong dông đâu. Đứng lại. Chạy cái gì? Chạy cái quả đúng không? Lăng đi, về với anh. Em không về. Sư phụ, Ni tử, họ hàng ngày làm cái gì em có biết không? Bành Lượng, những việc mà em và Lưu Hồng làm thì nghĩ giấu được anh. Em có từng nghĩ rằng mấy việc của em làm đều đáng chém đầu không? Lúc đó Lan Ni phải làm sao? Hơn nữa, tao ra ngày nào cũng có chém giết. Lan Ni ngày ngày đi theo em, không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Ni tử đi, cùng anh đi về. Em không về. Ni tử, anh không ép em gả cho Lục Tử. Không muốn nhà thì em có thể tới nhà chị Tử Ngọc ở. Hai người bầu bạn với nhau, như vậy mẹ cũng yên tâm hơn. Lan Ni, lời sư phụ nói có lý. Có biết người hồi nãy gặp em là ai không? Là Trương Tam, đội trưởng đội đặc vụ Tháo Trang đó. Tiểu tử đó bụng dạ xấu xa. Nghe lời anh, về cùng sư phụ đi. Có thời gian rảnh anh tới thăm em. Anh nói phải giữ lời đó. Nếu không thì em lại tới tìm anh. Nói lời giữ lời. Đi đi.
哥。安。啊。走吧。丽彤。虎哥。刘哥。喝点水吧。不喝。không muốn。Các cậu nhìn màu sắc này coi. Sướng thang nghỉ quà. Ê, thi thấu là. Cắt tóc đi. Piến thấu, yến thấu, lại lì thấu. Lạng máu yên thi. Hai hào một đầu. Ê, thi thấu là. Cắt tóc đi. Ê, thi thấu là. Cắt tóc đi. Piến thấu, yến thấu, lại lì thấu. Cuối cua đầu đinh đầu trọc. Hai hào một đầu. Lâm Trung, gọi người cắt tóc đó vào trong nhà. Dạ. Hồng ca, anh cắt tóc hả? Ừ. Phùng đại gia, uống miếng nước đi. Ngồi đi. Phùng đại gia, lần này mang tin tức gì tới vậy? Lão Hồng à, tin tình báo lần này của các anh rất kịp thời. Chi đội tôi lỗ của chúng ta và trung đoàn của lão Lục của sư đoàn 115 bố trí mai phục bọn quỷ Nhật ở Takaratoku. Một đại đội lớn của bọn Nhật của chúng ta bao vây, chết và bị thương tới mấy trăm người. Vậy sao? Ra đồng tràng. Kính lễ. Tốt quá rồi. Còn tin tức gì nữa? Vẫn còn một tin tốt. Anh cứ nói. Trương Tư lệnh sẽ điều một đại diện đảng cho các anh. Trong vài ngày nữa sẽ tới. Chuyện này là thật sao? Thật. Tốt quá rồi. Coi anh vui chưa kìa. Uống thêm miếng nước đi. Lẽ nào đây chính là chiến lợi phẩm mà chúng ta đưa về đế quốc sao? Việc triển khai đàn áp lần này nghiêm ngặt như vậy, chưa tiến vào núi đã trúng mai phục của Bắc Lộ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều gì? Tướng quân, thất bại lần này có liên quan tới tổ chức ngầm của quân Bắc Lộ ở Tàu Tràng. Phí lời. Tướng quân, tôi đồng ý chấp nhận bất cứ sự phạt nào của đế quốc. Tướng quân, tôi hy vọng có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa. Không cần. Tôi đã mời đại tá Yamaguchi đặc công cao cấp từ Từ Châu về rồi. Dạ. Okamura. Dạ. Cậu phải phối hợp với anh ta cho cẩn thận. Dạ. Sướng thang nghỉ quà. Cho hỏi một chút, trưởng quầy Lưu có đây không? Anh là trưởng quầy Lưu đúng không? Là tôi. Cậu là... tôi là người của tiệm tạp hóa thôn Tế. Đi, vào trong nhà nói chuyện. 150 cân, ghi lại. 150 cân, ghi cẩn thận. Mau lên. Dương Cường, anh qua đây chút. Lão Hồng, có chuyện gì? Tôi phải đi thôn Tế có chút việc. Anh trong nom phòng sổ sách nhà. Có phải bên đó có tin tức rồi không? Lát nữa anh ra ngoài mua ít thịt, xách thêm ít rượu. Tối chuẩn bị tươm tất một chút. Lão Hồng, rốt cuộc là chuyện gì mà mua thịt lại còn mua rượu nữa? Tới lúc đó anh sẽ biết thôi. Tôi đảm bảo khiến con mắt tê hí của anh uống tới đỏ luôn. Được. Nè nè,
Mình lửa, mau lên. Cậu, cái quầy tới đón chút đi. Còn tôi đi mua ít rượu với thịt. Anh Cường, mua rượu mua thịt. Phải việc làm ăn bữa nay thuận lợi. Ông ca muốn chiêu đãi mọi người không? Đúng đó. Đã lâu lắm rồi không uống rượu. Chúng ta nhìn lâu muốn chết rồi. Phải không lượng tử? Tôi thấy bữa nay có gì đó không đúng. Uống rượu có phải là có chuyện gì không? Chứ còn gì nữa, ông ca bình thường chẳng phải không cho chúng ta uống rượu sao? Anh ấy nói câu nào ra câu đó. Bữa nay lạ thật. Tôi thấy hay là bàn chuyện nghĩ sự cho lượng tử. Anh đó đừng có nói đùa. Đi nhanh lên. Được. Nè, các anh có phát hiện gì không? Đại ca thay quần áo rồi. Anh ấy đi đâu vậy? Tôi đoán là chắc chắn có chuyện gì đó. Thôi đi, làm việc thôi. Nè, vậy tôi đi tiếp đón họ đây. Làm việc đi, đi thông thả. Thay quần đi thôi. Lần sau ngài lại tới nha. Cậu trông coi một lát nha. Lão Hồng, ăn hạt dưa đi. Gấp gáp cái gì, uống chút nước đi. Đại tẩu, người điều tới cho chúng tôi, tẩu từng gặp chưa? Chưa từng gặp. Nhưng mà tôi có nghe qua, người này là người kỳ cựu của Bác Lộ, lại còn là chính trị viên. Nghe nói người này biết bắn súng bằng hai tay, cái nghề bắn cung cũng cao cường. Tôi biết chứ, người mà Trương Tư Lệnh đều cho chúng tôi chắc chắn là rất giỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Bà chủ, có người mua dây đeo chân. Tới rồi. Lưu trưởng quầy, đợi sốt ruột rồi đúng không? Khu trưởng Châu, người đâu? Nào giới thiệu một chút. Vị này là đồng chí Lưu Hồng. Vị này chính là đồng chí Lý Chính. Đồng chí Lưu Hồng, chào anh. Khách khí rồi. Nào, Lão Lý, ngồi đi. Hai người nói chuyện làm quen trước đi. Được. Hút thuốc? Không, cai từ lâu rồi. Lão Hồng, sự tích các anh nhảy xe cướp súng quyết tẩy Dương Hàn đã truyền đi khắp núi rồi. Chúng tôi đều vô cùng kính phục các anh. Khách khí rồi. Lần này lãnh đạo đều tôi tới cùng làm việc với anh. Trong lòng tôi rất vui. Nhưng tôi chưa quen thuộc dùng này. Sau này còn nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn. À, Lão Hồng, chúng ta có bao nhiêu người? Tám người. Tám người. Tính cả tôi là bảy người. Thêm anh nữa là tám. Vậy có mấy cây súng? Hai người chung nhau một khẩu và một khẩu không kéo được chốt an toàn. Lão Hồng à, quân địch đang kiểm tra hộ khẩu trên phố. Nơi này không thể ở lâu, đi nhanh lên. Được được, cậu nói với khu trưởng Châu, tôi đưa Lý Chính về sân bay. Anh đi theo tôi. Được. Tiểu Pha, ghi lại đi. Được, 120 cân. Được. Đem đi, đem đi. Nhanh lên. 130 cân. 130 cân. Đem đi. Trưởng quầy Lưu, đi đâu vậy?
Tôi lên phố lượn vài vòng. Các anh em vất vả rồi. Vất vả rồi. Sau này có chỗ nào khó cứ lên tiếng nha. Không vấn đề. Nè, Lão Hồng, anh với bọn họ đi lại cũng thân thuộc kia hả? Tôi nói anh nghe, ở cái nơi đi dài bước chân này, phía tây có động tình nhỏ gì phía đông cũng nghe thấy. Anh nói lâu rồi sẽ biết thôi. Nè, đứng lại. Em lấy lịch tư pháp ra đây. Người anh em, cậu mới tới à? Bớt càm càm đi, lấy nhanh lên. Trưởng quầy Lưu. Tư cậu tử. Tôi nói nè, người anh em của cậu nghe cái tôi cũng không biết vậy. Hai người họ đều là người mới tới. Người phía sau anh là ai? Cậu anh ta, anh ta là người quản lý sổ sách mới của tôi. Đưa lý lịch tư pháp đi. Tư cậu tử. Nè, đón lấy. Cảm ơn chứng quầy Lưu. Lý Chính. Đúng. Bà nội là chứng tên kiểu gì vậy? Tôi ngày ngày đứng nghiêm ở đây. Hỏi tên đi. Vị trụ tử, để bọn họ đi. Được, trả anh đây. Cảm ơn, đi đi. Vất vả rồi. Tôi nói nè, tứ cậu tử, tranh thủ lúc rảnh đưa anh em cậu tới chỗ xưởng than chơi nha. Được, đi. Lão Hồng, trạm gác này quản nghiêm ngặt thật đó. Đây có là gì? Tôi nói nè, anh cũng rất đường. Hoạt động ngay dưới tầm mắt của bọn quỷ Nhật. Nếu anh không ngày ngày diễn kịch cũng không được. Hồi nãy tôi nói anh là người quản lý sổ sách. Tôi thấy sau này anh làm người quản lý sổ sách luôn đi. Nhìn tôi giống không? Không vấn đề. Đi thôi. Đi thôi. Đại ca, anh về rồi. Hoàng Nhị, cậu không làm việc mà đứng đây làm gì? Chẳng phải đang đợi anh sao? Các anh em, đại ca về rồi. Nào nào, Hồng ca về rồi. Dì Hỷ mau tới đây, đợi cậu thôi đó. Hai tháng tôi phải mời tôi uống rượu. Không vấn đề, không vấn đề. Nè, ai thắng mời tôi uống rượu đó. Không vấn đề. Không ca, mau tới đây. Mọi người dừng lại, dừng lại. Được rồi. Mọi người dừng lại đã. Dừng lại. Đây đều là các anh em trong xung thai. Đây là lý mà chúng ta mời tới. Chào các anh em. Hồng ca, sao giờ anh mới về? Thịt sắp dự thành canh rồi. Tôi chịu không nổi nữa, chỉ còn cách cạn ly xuông thôi. Hồng ca, các anh em đều đói hết rồi. Mau dọn cơm thôi. Đúng vậy, dọn cơm đi. Được, anh Lý, mời ngồi. Lão Hồng, nghe nói tới rồi à? Người đâu? Anh Lý, đây là người quản lý sổ sách mà chúng ta mời tới. Đây là Dương Cường mà tôi nói với anh. Dương Cường. Chào anh. Được được. Chào mừng. Đâu có giống người quản lý sổ sách. Tôi thấy giống người chăn dê hơn. Cậu ấy là Lỗ Hán, biệt hiệu Hắc Toàn Phong. Hắc Toàn Phong, tên rất hay. Tay này mềm mại quá, giống tay con gái quê cát vậy. Không giống người chăn dê. Dùng sức với tôi sao? Cố lên Lỗ Hán, cố lên Lỗ Ca, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên Lỗ Ca, cố lên, chịu đủ rồi. Không tính, làm lại. Lỗ Hán thua rồi. Được rồi. Anh Lý chân ước chân ráo tới đây, cậu không hiểu quy tắc chút nào. Anh Cường, anh Cường, Hồng ca, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể mở tiệc. Được, các anh em, chuẩn bị mở tiệc đi. Dương Cường đưa anh Lý tới phòng sổ sách, đi thôi. Được lắm đó. Đi thôi anh Lý. Tín nghĩa soi chiếu, hòa khí chí tường. Nè, xem ra người chăn dê này cũng có chút công phu đó. Dớ dẫn, hắn ta dở trò đó. Xem tôi xử hắn thế nào. Không được đâu. Anh không thấy cả Hồng ca còn để hắn ba phần sao? Đúng vậy. Rốt cuộc hắn là người thế nào?
Nghe Dương Cường nói bữa nay Hồng Ca tới thực tế, nói không chừng là thế này. Bác Lộ, la lên làm gì? Tam ca, muộn vậy rồi, Okamura kêu chúng ta tới đây làm gì? Nghe nói là trưởng quan tư lệnh Yamaguchi tới rồi. Tới rồi, đứng yên đi. Tới rồi, bỏ mũ xuống. Ga Đông Trang. Chứ là một tên què, sao còn nhiều lời vậy? Không phải tôi, chúng ta Okamura đội trưởng đội hiến binh táo trang đặc biệt nhận đón đại tá. Táo trang, người tên Kanayama đó vẫn ở Dương Hạng chứ? Có. Bây giờ anh ta là trưởng quầy của Dương Hàn. Trên núi cao cao đầu dê này, hai cái sừng và một cái đầu, bốn móng chia thành tám cái đuôi, đuôi mọc sau mông đeo lủng lẳng, năm thủ lĩnh ở đằng sau mông. Năm thủ lĩnh này, lục này, tám con ngựa này. Thu rồi, uống rượu đi. Tiểu Pha, cùng tôi qua chúc rượu anh Lý. Nào anh Lý. Anh Lý à, anh em mời anh chén rượu. Uống đi. Tôi kính anh một chén. Uống đi. Anh uống với bọn họ thì cũng phải uống với tôi. Uống rồi, uống đi. Uống đi anh Lý. Uống đi, uống đi. Rượu này được rồi, giỡn đủ chưa? Đừng đùa nữa. Anh Lý hôm nay mới tới, một lát nữa cũng phải họp. Cổ đông bỏ lại, những người khác mau về đi. Được rồi, giải tán đi. Đi thôi. Anh Lý, uống một chén. Hoàng Di Hỷ. Được rồi. Được rồi, đi đi. Sáng sớm mai đi làm sớm hơn một chút đó. Dạ biết rồi. Tôi chính thức tuyên bố với mọi người, anh Lý là đại diện đảng mà trong núi điều tới cho chúng ta. Tôi đã biết từ lâu rồi. Anh ấy mới vừa tới, tôi đã nhìn ra rồi. Cậu thì giỏi rồi. Được được. Tiếp theo mời đồng chí Lý Chính nói vài câu. Nào uống đi, uống đi. Đợi đã. Dọn những đồ ăn rượu thịt này đã. Tôi còn chưa uống đủ mà. Đúng đó. Cạn cạn. Nào uống đi. Được rồi. Họ Thành uống rượu cái gì? Anh Lý, mời. Các đồng chí, chúng ta họp cũng phải có tác phong của họp. Mọi người đều biết chúng ta sắp đấu tranh vũ trang rồi. Đội ngũ cách mạng do quân Bắc Lộ của đảng cách mạng lãnh đạo. Vừa họp vừa uống rượu là tác phong trên giang hồ. Lần sau không có tiền lệ nữa. Dương Cường, dẹp đi. Dẹp dẹp, nhanh lên. Nhanh lên. Thank you.
Các đồng chí, tiếp theo mời đồng chí Lý Chính tuyên đọc mệnh lệnh của quân khu Lỗ Nam. Anh Lý. Mệnh lệnh, đội thiết đạo Lỗ Nam chính thức thành lập. Bổ nhiệm đồng chí Lưu Hồng làm đội trưởng đội thiết đạo, đồng chí Dương Cường làm đội phó, đồng chí Lý Chính làm ủy viên chính trị, đội thiết đạo làm biên chế cấp trung đoàn. Các đồng chí, đội ngũ này của chúng ta sau này phải giống như dao thép đâm vào huyết quản và tim gan của quân địch. Tốt lắm rồi. Hồng ca, một trung đoàn thì có bao nhiêu người? Chỉ vậy có bao nhiêu người? Hơn 1.000 người. Vậy chúng ta mới có 8 người sao mà đủ được? Nghe chính quỹ nói đã. Các đồng chí, binh không cốt ở đâu mà ở tinh. Các cậu hiện giờ mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng, có thể một chọi 10, thậm chí là một chọi 100. Hơn nữa, đội ngũ của chúng ta tương lai còn phát triển hùng mạnh. Được, tôi nói với các cậu, bắt đầu từ bây giờ, chính quỹ chính là đại đương gia. Đều nghe rõ chưa? Hồng ca, sao anh không làm chính quỹ chứ? Đúng vậy Hồng ca, sao anh không làm? Hồng ca, vậy anh ở ghế số mấy? Cậu nói bậy cái gì vậy? Ai nói bậy chứ? Các em là nể mặt anh hãy tụ tập lại cùng nhau đánh bọn quỷ Nhật. Bắt lộ tới thì cũng phải nghe theo anh. Đúng. Đúng vậy. Không có Hồng ca, thì lấy đâu ra đội thiết đạo? Hồng ca, anh làm chính quỹ đi. Đúng. Đúng Hồng ca, anh làm chính quỹ không phải? Đúng. Anh làm chính quỹ. Hồng ca làm chính quỹ. Đúng. Im lặng. Các cậu nói dớ dẫn gì vậy? Tôi nói với các cậu, sau này chúng ta chính là bác lộ quân, không phải bang phái giang hồ. Sau này nếu ai dám không nghe chính quỷ, sẽ tôi xử thế nào? Kamura, tặc khấu sơn đông như cỏ. Nhưng anh phải hiểu rằng, hàng loạt vụ án xảy ra dưới tầm kiểm soát của anh không hề liên quan gì tới tặc khấu. Okamura, nguyện lắng nghe lời chỉ bảo của ngài, đại tá. Đây là chứng cứ mà Trần Tùng Dĩ, cơ quan đặc vụ Lâm Thành cung cấp. Anh xem tờ này đi. Là dấu vết vũ khí sắc bén kẻ gây án để lại trong xe lần vũ khí bị mất. Anh xem thêm tờ này. Là những vết tích kẻ gây án để lại trong vụ bắt cóc tù nhân chiến tranh, hoàn toàn giống với thủ pháp trong vụ cướp vũ khí. Điều này chứng tỏ là cùng một người làm. Đây chính là kết luận mà trưởng cơ quan đặc vụ Tùng Dĩ đưa ra. Nói như vậy thì hai lần hành động này đều có mưu đồ quân sự. Đúng vậy. Cho nên người này tuyệt đối không phải Lý Cửu. Cho dù hắn ta có biệt hiệu là Tặc Dương Lỗ Nam, nhưng chưa đủ là mối họa đối với chúng ta. Trưởng cơ quan đặc vụ Lâm Thành, Tùng Dĩ là học sinh của tôi, bây giờ cũng trở thành tay trong ở Trung Quốc. Đúng thật là tre già măng mọc. Tôi tin vào kết luận này của Tùng Dĩ. Tôi hiểu rồi. Sao giống như không thở nổi vậy? Để tôi gài nút cho anh. Được chưa? Giơ tay lên. Đội cái mũ lên. Còn đội mũ nữa hả? Quay người qua đây. Chính quỹ à, như vậy mới giống người quản lý sổ sách. Nhưng mà tôi nói anh nghe, một ông chủ, một người quản lý sổ sách như vậy mới tương xứng. Tôi nói Lão Hồng à, bộ đồ này mặc lên người tôi sao trông lố lăng quá. Chính quỹ à, anh ở trong núi một thời gian quá lâu rồi, anh không hiểu. Làm việc dưới tầm mắt kẻ địch không chỉ là ăn mặc sửa soạn, mà còn phải kết giao với văn nhân trí thức đủ hạng người. Bất kể hạng người nào cũng phải tiếp xúc. Anh có biết Dương Cường đi làm gì rồi không? Làm gì? Uống trà với Đinh Nghị Ngu rồi khó đội đặc vụ rồi. Sao có thể uống trà với đặc vụ? Đi thôi. Lão Hồng à, vậy tôi mặc bộ này nha. Mặc đi.
Đây là tiền rượu tháng này của đội Phó Đình. Vẫn là vị đầu suy nghĩ chu toàn. Tháng nào cũng đều đặn không quên gì ngu nhà chúng tôi. Việc nên làm. Em coi em nói chứ. Bạn bè mà. Đây chẳng phải là bạn bè sao? Đội Phó Đình nói quay trở lại thì các cậu làm cái nghề này cũng không dễ gì. Nhị đầu, tôi nói anh nghe, dạo này cách cái tên Kanayamaki xa ra nha. Đừng có đi lại gần gũi với hắn. Sao vậy? Có ai nói ra nó vào à? Có người tên Yamaguchi tới từ Tế Nam, chuyên phụ trách điều tra các vụ án ở Dương Hàn. Anh đừng thấy ông ta bây giờ giải ngũ rồi. Nghe nói trước đây ở quân đội còn là đại tá đó. Mọi người đều gọi ông ta là tư lệnh Yamaguchi. Tin tức của đội Phó Đinh nhạy thiệt. Sao cậu biết chứ? Người đó ông Kamura kêu tôi và ông ta đích thân đón người đó. Vừa mới từ trên xe thiết giáp xuống, tôi đích thân bước lên đỡ ông ta. Là một tên què. Vậy sao Trương Tam không đi? Trương Tam, ông Kamura không cho ông ta tiến lên trước. Trương Tam cái gì mà Trương Tam? Đội Phó Đinh, tôi nói cậu nghe, Trương Tam đó mưu mô hơn cậu nhiều. Nhị đồng, anh cũng phải đề phòng anh ta. Nghe rõ chưa? Những vụ án ở Dương Hàn, tụi từ đó vẫn luôn muốn nhúng tay vào. Thật đó. Đợi tôi tìm cơ hội xử lý hắn ta. Xem ra bọn quỷ Nhật vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án Dương Hàn. Để thêm việc càn quét lần này, bọn quỷ Nhật bị tổn thất nghiêm trọng. Tôi đoán là bọn chúng đã phát giác khu vực táo trang của thành phố ngầm của đảng cách mạng chúng ta rồi. Đại tá Yamaguchi từ Tế Nam phải tới cháu già giáo hoạt, không dễ đối phó. Chúng ta phải nghĩ cách để đề phòng bất trắc. Anh nói đúng. Chính quỷ, anh có nhìn nhận gì không? Tôi lo những đồng chí của chúng ta cờ bạc rượu chè, tự do thoải mái quen rồi. Nếu như có gì không cẩn thận, thực sự gây ra chuyện gì thì sẽ khiến quân địch chú ý. Tôi cũng có suy nghĩ vậy. Chính quỷ, anh có cao kiến gì không? Lão Hồng, trước đây anh có giảng cho anh em các bài học về chính trị chưa? Chính quỷ, con người tôi anh không có hiểu lắm. Về mặt này bản thân tôi cũng chưa hiểu rõ. Giờ anh tới thì tốt rồi. Vậy đi, bắt đầu từ mai, tận dụng thời gian buổi tối, tôi giảng về chính trị cho mọi người, nâng cao giác ngộ cho mọi người, cũng để cho mọi người hiểu một số lý luận cách mạng. Các anh thấy được không? Vậy thì quá tốt rồi. Chính quỷ, tôi thấy bắt đầu luôn từ tối nay đi. Được chứ? Từ từ thôi. Tổ tiên vẫn luôn đặt ở chỗ Matsuyaki này. Trong cuộc hôn thú có trộm tiền đi không tôi không rõ. Bởi vì bình thường tôi và bọn họ bất hòa, cho nên tổ tiên tổng cộng có bao nhiêu tiền tôi thật sự không biết. Đại tá Yamaguchi, từ từ thôi. Từ từ. Đặc biệt là chủ quầy Matsuyaki, bình thường tự cho mình công lao to lớn, trong mắt không có ai. Matsuyaki còn có một tật xấu là thường hay hò hát về đêm, rất khó nghe. Ngồi màu tới mức người khác không nghỉ ngơi được. Chúng tôi chỉ biết chịu đựng, tức giận mà không dám nói ra. Không có cách nào. Đây là phòng của tôi. Mời vào xem. Kanayama, dạ. Anh nói với thiếu tá Okamura là anh ở trong chăn nhìn thấy chân hung thủ, đúng không? Đúng, tôi đã nhìn thấy. Mấy cái chân? Hai ba cái. Hình như năm sáu cái. Tóm lại mấy cái? Sáu cái. Nói như vậy là ba hung thủ đối phó với một mình anh. Dạ. Oh,
Lúc đó anh ở vị trí nào? Hình như chính là vị trí ngài đang đứng. Nói như vậy, hung thủ trèo vào từ cửa sổ, đúng không? Việc này hình như... Nói như vậy, hung thủ dùng dao tiến hành trước, sau đó dùng súng, đúng không? Phải, đúng.